Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm. Chắc là các bạn chưa biết sản phẩm gì đúng không? Thì các bạn hãy vào xem video của mình để biết sản phẩm nhé. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng đi bắt đầu tô màu nào. Xin chào mọi người, mình sẽ đi vào chi tiết tô màu sản phẩm cho các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Như vậy giờ có cái thùng này. Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm. Chắc là các bạn chưa biết sản phẩm gì đúng không?
Thì các bạn hãy vào xem video của mình để biết sản phẩm nhé. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ, chúng ta cùng đi bắt đầu tô màu nào. Xin chào anh em, mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nhé. Cho bà con yêu. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô vào nha các bạn. Là mình sẽ tô từ mỏ mơ các bạn, tô cái đảo các bạn. Vậy thì mình kết thúc các bạn.